Thưa quý vị, hiện nay thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được COVID-19, đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để phục hồi kinh tế hậu COVID-19 và trở lại với đà tăng trưởng như trước đây, thì việc tìm các hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội đang là vấn đề đặt ra cho Đà Nẵng hiện nay. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phủ bóng đen lên toàn cầu, thì Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, đang là điểm sáng trong mắt các nhà đầu tư về kiểm soát dịch bệnh cũng như phục hồi kinh tế sau đại dịch. Cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị khỏi các nước lớn đang diễn ra, thì việc thành phố Đà Nẵng thúc đẩy các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn cũng là thế mạnh được các nhà đầu tư hiện nay rất quan tâm. Đà Nẵng và Việt Nam thực sự đang đứng trước nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư. Điều quan trọng là phải nắm bắt được các mô hình kinh doanh online, tận dụng các nguồn thông qua nhiều kênh khác nhau. Đây là những việc mà trước đây Đà Nẵng cũng đã làm tốt. Vì vậy, tôi tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục có thêm nhiều kết quả tích cực, dù cho COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc tìm các hướng đi mới, hiện nay, Đà Nẵng cũng đang tích cực rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn tại chỗ, cỡ trói những nút thắt về chính sách ưu đãi, sẵn sàng nguồn lực đất đai để kịp thời đón đầu làn sóng đầu tư mới sau đại dịch. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm nhằm hướng đến thực hiện có hiệu quả chủ đề năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chúng ta phải tập trung tháo gỡ cho các cái khó khăn vướng mắc trong các cái dự án để chúng ta triển khai tìm các cái nguồn lực cho thu hút và triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ hơn cho cái việc để mà thu hút các cái dự án vào các cái khu đất để chúng ta ấy. Nếu như chúng ta tập trung tháo gỡ được những cái dự án lớn thì chúng ta có ngay cái nguồn lực và chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều câu chuyện về cái môi trường đầu tư. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đang tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư ở các thị trường trọng điểm bằng nhiều hình thức, nhất là thực hiện các chương trình đối thoại, webinar trực tuyến để giới thiệu rộng rãi đến các nhà đầu tư về những dấu ấn của môi trường đầu tư kinh doanh, cùng các cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố, giúp Đà Nẵng kết nối hiệu quả hơn với các nhà đầu tư trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới.